cam nó mặn lắm. Hiện giờ mình hái nãy có ớt rồi kìa, nãy có ớt, giờ này chút mình xuống mình hái từ từ xuống dưới. Về tới biển là đủ. Mua bánh xèo nó được. Đủ quá cơ. Biển đủ luôn rồi đó. Các bạn. Có khỉ, có khỉ. Ủa phải cái này đọt này ăn được không nha? Cái này. Cái này ăn bánh xèo quá. Không biết chưa. Thấy non lại lạ. Thì nên hay mà ăn. Ừ, đọt cho mồi đó. Cái này non không? Ừ, đọt non không? Có bịt không? Cây nãy mà có bịch lớn đâu? Có mà lấy cái áo túm lại. Bẻ ngang ăn nó chát chát hay sao? Ăn thử. Nó chát chát. Đi tới chua lại vậy á, vậy mình cũng phải tính lại nó chát. Rồi tới tượng Phật nằm rồi nè. Hồi xưa máy chụp cũng hết mà giờ máy chụp hết. Chưa lấy sao cũng không hết hết. Chút mình lên đây mình chụp chung ở trên đây được nè, tấm bự nè. Bởi giờ ông Thợ chụp hình này đó, lên đây mới ông Thợ chụp hình đó. Giờ chụp không? Đó là lên máy chụp hình, giờ lấy đâu hết đâu kìa. Lấy sao cũng hết hết á. Nét quá trời nét. Bự quá rồi. Đúng rồi. Không, tụi muốn bay với tụi nó nhỏ đi lẹ quá. Đi khó trở thôi kìa. Tủ nữa không? Với con gì nữa không? Kia nữa không? Cảnh báo gì vậy? Có khỉ à. Có khỉ, có thú rừng gì dọc mà đâu thấy con nào đâu. Chưa đâu. Nè, con khỉ đeo trên đó kìa. Con giọt hay gì không phải. Cái vô đen đen đó. Con mồi á, không phải khỉ, khỉ với giòi. Đó, chỗ đường cây lớn không, ấy là kêu đừng có chọc nó mà. Cây chứ không phải khỉ đâu. Đây là rừng nguyên sinh mà. Miễn sao giờ khỉ mà không thấy nó chạy ra rồi. Cái cây này quá chuẩn ha. Còn rừng nguyên sinh mà. Hôm nay bữa nay mày làm chuyến sinh tồn hả? Hả? Bữa nay mình làm tiếng sinh tồn không? Cái còn này là sao? Cái này của đạo Phật mà. À, bên đạo Phật mình đúng không? Đảng á, à, Phật đảng. Bữa hôm lễ Phật đảng ta treo tới giờ. Thích ta làm gì đó? Cái vấn đề là tại vì ông lụm mấy cái giải dụng ra nó mới ra nhiều màu. Ở nhà cũng đã quê luôn nha, nhà cũng có tiền bộ. Hồi xưa ông cũng đi làm nhà nước mà. Thấy cũng ngon lắm mà. Mới thăm nè. Thiếp ăn trên đất phù sa. Ngon quá. Nóng nàm, nóng nàm dữ vậy á. Con tự dịnh cái này đi xuống nha. Mà con nhớ dựng cái đó nha. Bước nhìn hết trơn. Vừa nhìn vừa đi nhìn hết trơn. Bé hai, bé ba, bé út không đỡ mày ra luôn. Thôi thì nó có chơi nó giống con chị lên hả? Kìa lại cái luôn nữa.